Dâu tây chịu nhiệt F1 Tochio Tome là một trong những loại dâu tây ngon và đắt giá nhất đất nước Nhật Bản. Cây sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ lên đến 40 độ C. Đặc biệt, cây cho quả quanh năm và bắt đầu thu hoạch sau khoảng 3 tháng gieo trồng, kéo dài trong suốt 3 năm. Tuổi thọ của cây có thể lên đến 7-8 năm nếu như được chăm sóc tốt. Sản lượng trung bình một gốc khoảng 1,5-2 kg, tương đương 80-120 quả. Quả dâu Tochio Tome to hơn dâu tây bạn hay thấy. Khi chín có màu đỏ tươi, vị ngọt đậm đà, căng tròn mọng nước. Trên thị trường Việt Nam, giống dâu tây này được nhập về và bán với mức giá đắt đỏ, khoảng tầm 700.000 đồng 1 kg tùy loại. Loại dâu tây này hoàn toàn thích hợp trồng ở Việt Nam. Bạn có thể trồng dâu tây chịu nhiệt trong thùng xốp, chậu, giỏ treo để làm kiểng ngay tại nhà. Và chỉ sau khoảng 100 ngày gieo trồng, các bạn đã có những quả dâu tây đỏ mọng. Cách trồng dâu tây chịu nhiệt khá đơn giản. Bạn nên chọn đất chi bát hoặc dùng đất thường, trộn thêm phân bón, sơ dừa và trấu để đất tơi xốp lâu và nhiều dinh dưỡng hơn. Đầu tiên, bạn ngâm hạt giống trong nước lạnh bình thường từ 5-7 tiếng. Sau khi vớt hạt giống đã ngâm ra, bạn đặt lên khăn giấy ẩm cuộn lại cho vào túi nylon hoặc túi zip, để ở nơi thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Và sau khoảng 7-10 ngày thì hạt giống sẽ bắt đầu nảy mầm. Giai đoạn đầu khi mới trồng, cây thường héo do mới tách hoặc là do đứt rễ khi trồng. Do vậy, bạn nên dùng bìa, xốp che nắng cho cây trong vòng 2-3 ngày đầu và luôn giữ ẩm cho cây. Để cây dâu tây sinh trưởng mạnh và ổn định, trong giai đoạn đầu chúng ta nên ngắt bỏ chùm hoa bói để tăng cường cho sự sinh trưởng của cây. Khi trồng dâu tây chịu nhiệt, bạn nên chú ý tưới nước vào sáng sớm hoặc là buổi chiều tối khi đã tắt nắng. Về phân bón, bạn có thể bón cho dâu tây những loại phân bón có sẵn ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp. Không bón phân chưa được ủ hoai cho cây, bởi như vậy sẽ có nhiều vi khuẩn, dễ khiến cây sót và chết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công!